Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia vào chương trình Aerobe rất là uy tín và chất lượng đến từ CoinMarketCap Chia sẻ tổng giải thưởng lên tới 250.000 USD giá trị đồng BNB nha các bạn Ở đây thì chúng ta sẽ tham gia trả lời những cái câu hỏi ở trên cái form của nó và nhận thưởng nhá thì à, mình đã chuẩn bị sẵn đáp án cho anh em rồi chúng ta chỉ việc tham gia thôi ở đây thì các bạn truy cập vào cái đường link này này mình sẽ đặt ở phần mô tả nhé ở đây là cái form của nó coi make it cap earn bnb bot này các bạn sẽ nhấn vào nút start để bắt đầu chúng ta sẽ tích vào tôi không phải là người máy sau đấy các bạn nhấn next ở đây thì các bạn nhấn vào đồng ý với cách điều khoản của nó đồng ý này yes tiếp đến chúng ta sẽ điền email Email này các bạn dùng để đăng ký tài khoản ở trên CoinMarketCap rồi nhá. Nếu như các bạn chưa có tài khoản ở trên à uh, chợ CoinMarketCap thì các bạn đăng ký nhá. Nó cũng rất là đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần email và mật khẩu thôi thì chúng ta sẽ có một cái tài khoản ở trên CoinMarketCap. Sau đấy các bạn điền cái email đấy vào đây. Sau đó các bạn nhấn next này. Tiếp theo nó sẽ yêu cầu chúng ta điền cái uh, community uh, profile của chúng ta. Community profile thì các bạn sẽ ấn vào đây này các bạn sẽ thấy ở đây có cái phần đây này ở đây có cái phần community này chúng ta sẽ ấn vào cái community nhá đây thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái nút đó là nút profile các bạn click vào thế bạn sẽ copy được cái đường link community profile của chúng ta sau đó các bạn điền vào đấy sau đó các bạn nhấn next tiếp theo chúng ta sẽ điền UID của sàn Binance Đây chính là cái địa chỉ để chúng ta có thể nhận tiền nhé Thế nên các bạn điền chính xác cái UID cho mình Đây này, UID thì các bạn có thể lấy ở đây Ở phần tổng quan Đấy, ở phần tổng quan thì các bạn sẽ thấy ở cái phía trên ấy, Đây, các bạn sẽ thấy ID người dùng này Các bạn copy cái phần này và paste vào nhé Ok, sau đấy các bạn nhấn next cái okay, tiếp theo chúng ta sẽ uh, bắt đầu những cái câu hỏi của nó. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về P-Stack Đây là một dự án, các bạn nhấn next này. Chúng ta không cần phải quan tâm đến cái nội dung của nó đâu. Bởi vì mình đã chuẩn bị sẵn đáp án cho anh em rồi. Thì anh em chỉ việc là uh, paste cái đáp án vào thôi. Ví dụ như uh, câu đầu tiên là đáp án này. Chúng ta sẽ đối chiếu vào để có thể trả lời nhé. Câu thứ hai, 15 đây này câu thứ ba đó là aplaca finance thế các bạn chỉ cần đối chiếu vào và trả lời thôi nhá ở đây nó có khá là nhiều câu hỏi đấy thế nên anh em à, làm từ từ và đối chiếu cho nó chính xác vào thì các bạn à, sẽ làm chuẩn được thôi nếu mà các bạn chỉ cần làm chuẩn theo các bước mà mình hướng dẫn thôi thì chắc chắn là chúng ta sẽ có à, tiền ở câu thứ sáu thì nó yêu cầu chúng ta điền cái unique code thì ở đây các bạn sẽ phải tìm ở trên cái video của nó bắt buộc chúng ta sẽ phải xem cái video bắt buộc chúng ta sẽ phải ấn vào phần xe video để tìm cái cốt Tuy nhiên thì ở đây thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn cho anh em rồi. Đáp án rồi, anh em chỉ việc paste vào thôi. Đấy, sau đấy các bạn nhấn next tiếp tục. À, nó sẽ yêu cầu chúng ta phải follow cái community của nó, cộng đồng của nó ở trên CoinMarketCap ấy thì các bạn click vào nhá. Sau đấy thì các bạn sẽ thấy này. Ở đây nó có cái nút đó là nút follow thì các bạn nút nhấn follow đây là một kiểu dạng giống như mạng xã hội giống như Twitter hay là Facebook thôi thì các bạn chỉ cần là follow lại nó sau đấy các bạn nhấn Z tôi đã follow và uh, đã comment rồi OK chúng ta sẽ tìm hiểu dự án thứ hai là dự án đây thì ở đây thì các bạn đối chiếu tất cả những cái đáp án này để điền vào cho mình nhá mình đã làm ví dụ rồi thì chúng ta chỉ cần đối chiếu thôi chúng ta điền tất cả những câu hỏi comment nào. Ok đây các bạn và uh, follow này, làm những cái nhiệm vụ cuối và chúng ta có thể comment ở trong cái topic của nó nhá. Good. Uh, project chẳng hạn như thế. Sau đây các bạn có thể là tương tác. Ok. Sau đấy thì các bạn nhấn vào phần đây, tích vào và nhấn next. Cuối cùng cái bước cuối cùng là các bạn sẽ điền địa chỉ ví uh, BNB trên BIP20 thì các bạn sử dụng ví MetaMask để điền vào nhá. các bạn copy địa chỉ ví metamask của các bạn, rồi đấy các bạn paste vào, các bạn nhấn next, đấy, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta tiếp tục follow cái mạng lưới của uh, bnb, đấy. ở trên uh, community của coinmarketcap ấy thì ở đây đã mình đã follow rồi nhé, thì các bạn có thể uh, tương tác ở những cái bài post của nó, sau đấy thì các bạn sẽ uh, nhấn vào z này và các bạn nhấn submit Đây nó sẽ xuất hiện một cái cấp tra cũng như là một cái nút Submit Form. Thì các bạn tích vào cái nút cấp tra này và các bạn nhấn vào nút Submit Form để có thể điền vào. Thì nó sẽ hoàn tất và thông báo cho chúng ta là đã chúng ta đã tham gia thành công vào cái chương trình uh, chia sẻ 250.000 đô uh, thưởng BNB đến từ CoinMarketCap. Chương trình Learn and Earn. Đây là một chương trình rất là uy tín và chất lượng Thế nên các bạn cố gắng tham gia nhé Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé Chương trình này nó sẽ kết thúc trong vòng 4 ngày nữa thôi Thế nên các bạn cố gắng tham gia thật nhanh nhé Nhớ nhé, nhớ đăng ký, nhấn quả chuông Để luôn được update những video, những dự án uy tín và chất lượng Trong cái thị trường kiếm tiền tiền điện tử nhé à, Cảm ơn các bạn Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại